Trong trường ban mai bằng chân bước đi trên đoạn đường mà tôi luôn luôn theo thứ tôi đang lựa chọn. Bao nhiêu đam mê còn bùng cháy trong tim ngày càng sục sôi, thôi thúc tôi quyết tâm không dừng lại. Dù cho hiểm nguy, dù đơn đau, dù cho tổn thương thì cũng không khiến mất của tôi để cho giấc mơ bay lượn cần xa ở trên góc nơi tình cầu. Quyết không lo sợ đâu, vững đi không dừng chân, đập tan những chiếc gương đang phản chiếu bao thù hận để cho giấc mơ quay về. Dù cho bản thân vẫn luôn thơ dài, thế nhưng tôi vẫn luôn muốn chứng minh một điều: nhịp đập xây sóng luôn luôn cháy mãi trong tâm hồn tôi.